nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh năm 2024. Theo đó, hội thi được tổ chức thành hai cấp là tỉnh và huyện, gồm hai môn thi lý thuyết và thực hành xoay quanh các hoạt động chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp với sản xuất kinh doanh. Thời gian thực hiện và hoàn thành trong quý 2 2024. Yêu cầu nội dung môn thi bảo đảm dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn hoạt động của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nhằm phát huy có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy nổ khi xảy ra tại khu dân cư.